Chào mừng bạn đến với bài thiền thu hút tiền bạc và sự giàu có bằng luật hấp dẫn. Việc thực hành liên tục trong 21 ngày sẽ giúp bạn tạo ra những rung động cùng tần số với tiền bạc. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng thu hút tiền bạc và sự giàu có đến với bạn một cách nhanh chóng. Bạn có thể lắng nghe bài thực hành vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Bây giờ, bài tập của chúng ta bắt đầu. Bạn hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể của bạn. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Cảm nhận toàn bộ cơ thể của bạn đang nhẹ dần, nhẹ dần. Tiếp tục thả lỏng hơn nữa đi nào. Hãy từ từ cảm nhận sự thả lỏng đang lan tỏa trên vùng đỉnh đầu của bạn. Sau đó, hãy đưa sự thư giãn xuống vầng trán của bạn. Vầng trán của bạn đang được thư giãn một cách tự nhiên. Tiếp tục thả lỏng về phía sau đầu của bạn. Thả lỏng đôi mắt. Thả lỏng đôi vai. Tiếp tục thả lỏng hai cánh tay. Thả lỏng hai bàn tay. Thả lỏng từng ngón tay. Thả lỏng vùng eo. Thả lỏng hai chân. Thả lỏng hai bàn chân. Thả lỏng từng ngón chân. Thả lỏng đầu óc. Thả lỏng tâm trí. Thả lỏng tinh thần. Bây giờ, bao trùm cơ thể của bạn là sự thư giãn, thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận sự thư giãn đang từ từ thấm dần vào từng tế bào và cơ quan thần kinh của bạn. Bây giờ, bạn hãy hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra thật nhẹ. Một lần nữa, bạn hãy hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Mỗi lần hít vào, bạn cảm nhận mình đang hít vào những rung động của tiền bạc và sự giàu có. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Mỗi lần thở ra, bạn cảm nhận mình đang thở hết ra những năng lượng của sự tiêu cực. Hơi thở ra của bạn đang phá tan những rào cản để khai thông dòng tiền. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Hiện tại, bạn đã bước vào trạng thái theta. Trạng thái này gắn liền với tiềm thức, nơi mà tâm trí của bạn có khả năng hiểu biết sâu sắc và trực giác phát triển. Thể chất và tinh thần của bạn hòa là một trong trạng thái này. Tâm trí của bạn có thể kết nối với vũ trụ và tạo ra những thay đổi về tần số. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Bây giờ, bạn hãy lặp lại những câu khẳng định. Bạn có thể đọc thầm hoặc đọc thành tiếng đều được. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Chúng ta cùng bắt đầu. Tôi là tiền bạc.
Tôi là giàu có. Tôi là dư giả. Tôi là đủ đầy. Tôi là sung túc. Tôi là thịnh vượng. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Hãy cảm nhận những rung động trên cơ thể của bạn. Cảm nhận những rung động trong từng tế bào của bạn. Đây là những rung động của tiền bạc và sự giàu có. Bạn là tiền bạc. Bạn là giàu có. Bạn là dư giả. Bạn là đủ đầy. Bạn là sung túc. Bạn là thịnh vượng. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Bạn hãy tiếp tục lặp lại những câu khẳng định sau đây. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Ngay bây giờ, tôi đang thu hút tiền bạc về với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi thật sự biết ơn vì tiền đã đến với tôi. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Tiền đến với tôi thật dễ dàng. Tiền đến với tôi bằng nhiều cách khác nhau. Tôi thấy tiền bạc ở khắp mọi nơi. Tôi chào đón tiền bạc. Tiền đến với tôi ngày càng nhiều. Rất nhiều dòng tiền đang tuôn chảy về phía tôi. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Tôi là một thỏi nam châm thu hút tiền bạc và sự giàu có. Tiền bạc đang bị hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có đang bị hút mạnh về phía tôi. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ tôi nhận được. Phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, tôi cảm nhận tiền bạc đang tuôn chảy mạnh mẽ về phía tôi. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Tiền đến với tôi một cách bất ngờ. Thu nhập của tôi ngày càng tăng lên. Tôi đang sống trong thế giới của sự giàu có. Vũ trụ luôn ưu ái với tôi. Nhiều dòng tiền lớn đang liên tục chảy về phía tôi. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiền bạc. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Tôi hạnh phúc với số tiền tôi đang có. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống. Tôi biết ơn cuộc sống này. Tiền bạc và sự giàu có là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi cho phép tiền bạc đến với tôi vô điều kiện. Tiền bạc đang liên tục chảy về phía tôi một cách dễ dàng. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Ngày hôm nay, mọi thứ tôi làm, mọi việc tôi tham gia, mọi người tôi gặp đều đang tạo ra nguồn thu nhập cho tôi. Mỗi ngày khi nhìn vào tài khoản ngân hàng, tôi thấy số dư tài khoản đang tăng lên liên tục. Tôi biết ơn vì tiền đã đến với tôi rất dễ dàng.
tôi là người chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Tôi làm chủ tiền bạc. Việc thu hút tiền bạc đối với tôi thật dễ dàng. Tôi không theo đuổi tiền bạc. Tiền bạc đang theo đuổi tôi. Tôi không chạy theo tiền bạc. Tiền bạc đang chạy theo tôi. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Thu nhập của tôi liên tục tăng lên từng ngày. Tôi thấy ví của tôi đang dày lên và đầy ắp tiền bạc. Tôi có sự dư giả về tiền bạc để phục vụ mọi nhu cầu vật chất hàng ngày. Tôi thấy tiền bạc ở khắp mọi nơi. Tôi biết ơn vũ trụ đã luôn ưu ái cho tôi. Tiền bạc luôn đến với tôi thật đúng lúc. Tiền bạc đến với tôi đúng thời điểm. Tiền bạc luôn đến với tôi ngay khi tôi cần. Tiền bạc luôn đến với tôi thật dễ dàng. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Tiền bạc luôn có đủ cho tất cả mọi người. Tôi luôn có thể đạt được mọi thứ mà tôi muốn. Tôi càng lao động, tiền bạc càng đến với tôi. Tôi càng cho đi, tiền đến với tôi càng nhiều hơn. Tôi càng yêu quý cuộc sống này, tiền bạc càng yêu quý tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là đủ đầy. Tôi là dư giả. Tôi là sung túc. Tôi là thịnh vượng. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn.